Hello anh em, chào mừng anh em quay lại kênh của mình ha. Thì hôm nay là chốt bill, thì còn khoảng tầm 20 phút nữa là chốt bill của bên Victini rồi. Tình hình không biết các server của anh em thế nào, mấy hôm nay mình bận quá, mình không lên nhiều video thường xuyên. Thì sẵn mình tranh thủ, cố gắng tranh thủ canh bill sẵn lên video trò chuyện với anh em cho vui. Không biết tình hình các server thế nào ha. Thì trước khi mà bắt đầu chốt bill về server mình chốt bill thì mình sẽ qua các server khác xem tình hình thế nào, rồi sau đó mình về server mình chốt bill ha các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ cùng nhìn một số server. Mình đi server lớn ha. Server lớn lớn đi. 391 coi. Server này 7k điểm. Hình như top của server này không lên. Nhưng mà top là VIP 14 mà. VIP 13 rồi chưa lên. Không biết lát nó có lên không ha. Lát mình quay lại xem là tình hình ở server thế nào. Các top hiện tại vẫn chưa lên ha. VIP mới có chúng mình VIP 9 lên thôi. VIP 8, 5, VIP 6, VIP 5. Này cũng VIP 5. Vẫn chưa lên. Nhưng thường cái server mới các bạn sẽ để ý nè. 5k điểm ha, 5k điểm là tương đương với hơi khá nhiều kim cương. Hơi khá nhiều kim cương. Bốn mấy gần 50 kim cương, dự hạng 30. Cái server mới nó hay có tình trạng như vậy. Mình nhớ mình có tạo server 400 mà ta. Nãy mới vô 391 đúng không? 380. Server này 15k điểm rồi, ghê hả? Biết 16, à biết 16 rồi. Ông này cũng dư nhiều kim cương mà top 1 mà. Không thấy được thông tin. Biết 16 rồi, lên 15k rồi. Về căn bản mặt nào đó thì ổng lên rồi, ổng cũng lấy cái đá 15k điểm rồi lại lấy cái đá nè. Cũng lên cách mấy người này nhiều lắm. Ngon ha, thông tin. Biết 16 ngon. Sắp lên Mega Ray nữa. 15k. Server này các anh em chắc biết chơi sao mà lên đi mít nè. Lên đi mít á. VIP 5, VIP 5. Thường ta đua build thì anh em cũng biết rồi, đua build đua những cái giây phút cuối thôi. Này mới 5k, nói chung là cũng không không đua, server này chưa có dấu hiệu gì đua hết. Cái con này ít người đua ha, không có giống như con ít các bạn, cũng không giống như Mega điện thoại em. Mega điện thoại đua con này gắt lắm. Do bên đó chắc nhiều tài nguyên hơn bên đây hay sao ấy, chứ bữa hổm có một bạn kêu mình vô server 267 đúng không? 267 rồi. Mình có tạo rồi mà, ở đây. Bảy ca điểm chưa có gì đặc biệt của server này ha. Này VIP 12, VIP 13. Ô server này nhẹ nhàng gì ta, VIP 12 13 đã top rồi ta, ngon nhỉ. Lấy về lên ra mình Golden luôn, ngon. Ủa sao bữa ghét GG với Celebi ạc này, chủ ạc không lấy ta, không lấy GG ta. Chắc đợi vít để lấy làm support rồi sao. Trong này có mấy server cũ nè, server 8. Bảy k
chưa có gì à, viết 18 nhẹ nhàng quá ha. Khá nhẹ nhàng. Bạn thấy để ý con vít tini này không được nhiều anh em săn đón giống như bên thằng Mega điện thoại ha. Mega điện thoại con này đang săn đón lắm, và con vít này đang làm mưa làm gió bên Mega điện thoại lắm. Không biết thằng thú đại chiến thế nào. Nghe bảo server này điểm cao lắm. Ô. Sốc 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 sốc. Ông này ở đâu ra VIP 5 mà thủ nhiều kim cương quá vậy? Ghê vậy. 35k điểm. Nhưng mà đấu với ông Thái Nguyên này đang là chùm của game sao đấu lại. Ổng đang còn mấy trăm k kim cương mà. À ổng là đang chùm game hiện tại mà. Thằng này chắc trước giờ chỉ tích kim cương để đó tới giờ đua build, đấu build chơi mà. Ghê thật, ghê thật. Thủ kim cương khủng bố à. Mình về cụm của mình coi. Cụm của mình là server 279, 273. Hai bà coi hai VIP 18 bên đây có đu bill không? À, chỉ có một người đua 7k, 7k, 7k. À, ba người đang đồng điểm 7k. Đây là hai VIP 18 của cụm mình ha, hai VIP 18. Đây, VIP 18. Hai VIP 18. Hai bảy chín, 7k, 5k, viết 13. Về server mình. Mình đang 6k mấy ha, đang cũng gần tới giờ chốt bill rồi, mình sẽ lên đủ 7k. Phần thưởng mà các bạn phải đẩy đủ 7k mới được top 1 nha, còn không thì các bạn chỉ tính là top 2 thôi nha. Hình như mình nhớ thằng thú đại chiến đang có code gì đúng không? Ờ đúng rồi, có code mà, mình nhớ có code mà. Nhập code lấy quà đủ bill tiếp. Đây cũng được 500 kim cương, lấy quà đủ bill tiếp. Anh em cứ theo dõi fanpage chủ nha, để nhiều khi code đó là để lấy nha, để lấy code nha. Tình hình là các anh em cũng biết là thằng thú đại chiến cũng mới cập nhật một mớ cái S cộng mới á. Thì Vitini là một những đó, rồi sau đó đây Manify nè. Đây sắp tới là con này, bill sắp tới sẽ là bill con này nha. Rồi tới những cái con sau này ra mắt những con sao đó mà, đấy là những con sao này sẽ ra mắt. Giờ thì mình đang hy vọng vào con này sẽ ra cùng lượt với con Edesio, chứ nếu ra trễ thì thật sự là buồn 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 dữ dằn luôn các bạn. Các bạn biết sao chứ, mình buồn có Edesio mà không có con đó thì hơi chán. Còn 8 phút nữa rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại của mình thì tình hình đang là còn 2 phút nữa ha. Điểm thì mình đang lên 7k điểm để lấy vào quà, còn không biết là thông tin sắp tới như thế nào thì mình chưa biết.
Hiện tại là mình vẫn đang canh bill ha. Không biết tình hình bill đua thì thường đó là người ta sẽ đua những phút cuối nè. Xong bill này mình sẽ có thông tin cho các bạn về tình hình red sắp tới ha. Hiện tại là admin cũng đã cho thông tin red sắp tới rồi, mình đã nhận được thông tin rồi. Các bạn ha. Còn một phút cuối. Ủa hôm nay sao không lên ta? Cách nhau có 100 điểm mà. Ủa hôm nay không lên ta một cú lít thôi mà. Ba mấy giây cuối. Hay là ông ngủ quên rồi. Ủa có kêu trong nhóm rồi mà ta. Đi chơi bỏ điện thoại ở nhà, thật là đau lòng thật. Đúng khổ thiệt chứ, thanh niên đi chơi bỏ điện thoại ở nhà. Mất top bill. Trời ơi, lên tới đây rồi. Ai rồi 9 giây cuối cùng. Hai ông kia đang đua. Rồi sự kiện kết thúc ha. Rồi sự kiện kết thúc rồi các bạn ha. Mình đang top 1 ha. Mình cũng không lên điểm chi nhiều à, để vừa đủ top là được rồi à, mình 7k điểm ha. Rồi quay lại mình nè à, đây mình top 1 ha. Vừa đủ điểm 7k điểm để lấy thôi. Thì lên luôn nè. Đây phần thưởng. Đây top 1 nhận cái nè. Đấy. Ồ, công đặc biệt luôn. Ghép thử xem là lên cái khung cái coi. Khung lên. Đâu rồi? Cái em mới nhận đâu. Mày khung như này khóa mà. À đây. Lên. Ghép đi chứ, để làm gì, ghép manga còn kiếm tính cách chứ. Khoan mình coi thử tính cách con này là gì. Rồi nữa. Đâu rồi? Ờ à, đùa nhau à. Mày ghê á. Khiêm tốn. Rồi không có tóc là thấy không vui rồi. Mềm mỏng. Lại không có tóc. Mình là mình thích tóc à, mình không thích mấy cái khác. Trời túi đầy luôn, đợi xíu. Mình là mình thích tóc à. Còn ai làm, thật ra con này có nhiều người không xài tóc. Nhưng mà đối với mình là mình thích tóc. Đâu nữa rồi. Nghịch ngợm. Không tóc luôn. Đen gì đó. Kim tốn. Mì mỏng. Ngoan ngoãn rồi. Ở nếu không có tóc thì trời ơi sao nó không ra tóc nhỉ? Không có tóc thì lấy cái không nhỉ? Chứ lấy gì? Giờ mình không biết thay gì nữa nè. Team mình hiện tại không biết thay gì nữa. Bạn đợi xíu mình thay cho mình test thử cho anh em coi nha.
Thôi trước khi test thì mình sẽ cho các bạn xem ở các server, xem cái server mà hồi nãy mà anh em mình xem ở lực chiến cao cao nó như thế nào. Thấy các bạn ha. Server 45 đúng không? Server của ông chùm của game hiện tại nè. Xem là có lên điểm không? Cũng không, chỉ 35k là chốt thôi. Không lấy luôn, server này không có người lấy luôn. Hạng 6 không có luôn nè. Hạng 5 thì 3k rưỡi. Hạng 6 bỏ luôn ha, bỏ. Không tính nha, không tính những người, không tính hạng 6 nha. Coi cái server mà sơ sơ một server, vài server nữa thôi. 267. 267 rồi, có bạn gì đó kêu mình vô server 267. Cũng 7k, không có gì đặc biệt. Con này đua build không có mạnh như các build trước ha, gần ít người lấy ha. Những server sao sao coi. Này cũng không có gì đặc biệt ha. Top của server này không lên luôn mới ghê chứ. Ủa sao không lấy gì làm phôi ta? Ủa những server mới không lấy con này về làm phôi hay là hết kim cương? Kỳ vậy. Ủa nhưng ông này biết 14 lần mà. Sao không lấy để lên về làm phôi mà để ông biết 5 lên vậy ta? Ông này biết 9 cũng không lên luôn. Ủa cách có 300 điểm mà chắc hết kim cương rồi quá. Đây 15k, hôm nay lấy nè, cũng không có gì đặc biệt. Thôi các server không có gì đặc biệt ngoài trừ cái server hot nhất nữa. 35k kim cương, không biết các server khác thì sao mình cũng biết luôn. Chúng ta về test ha, trước khi test thì mình sẽ thông tin cho các bạn thông tin về guest sắp tới ha. Guest sắp tới là đợt này bên đặc thú đại chiến sẽ có hai raid. Guest mừng sự kiện 1 tuổi ngày 9 tháng 8 ha, Resram với Barai, guest XGI luôn. XGI ha. Ít gì đây đây là thông tin red các bạn ha, thông tin red các bạn chú ý nha, đã có thông tin red của admin rồi nha. Get ít gì diễn ra ngày 5 tháng 8, sau đó tới ngày 9 tháng 8 là diễn ra get tiếp ha, red tiếp. Ít thì các bạn nên lấy nha, y những bạn nào đang cần đam cũng cần lấy ha. Còn đây là những bạn khác có thể lấy thêm phôi nước với phôi lửa ha. Tuyệt vời dành cho lên SSKO và SS rau rau đành ha. Anh em nào chưa đủ thôi thì đợi sự kiện này mà lấy ha, quá tuyệt vời. Ở đây mình sẽ về server mình rồi, chúng ta test thử nha. Mình bỏ con vít vô mới 4 sao test luôn, không nói nhiều, chung là test thôi mà. 4 sao sau đó mình lên 8 sao, lên 11 sao, nếu mà có điều kiện mình sẽ lên tiếp cho các bạn để test tiếp. Xem là con vít nó 4 sao thì nó như thế nào. Đây mới vô nó có cái giáp 4 sao là có cái giáp này các bạn ha. Ê mình quên rồi, quên lấy cái bảo vật cho con Celebi rồi. Mình quên gắn bảo vật cho nó rồi. Trời ơi, mất cái giáp, chết luôn. Tết kiểu này chết rồi, mới vô chết queo mà chưa kịp đánh gì hết trơn á. Thật là đau đầu. Nó chết xong được cái này thì nó mất cái khác ha. Nó chết xong nó tạo cái lớp giáp cho con Golden, các bạn thấy không? Đó có lớp giáp Golden đó.
Hiện tại là mình chỉ test cho các bạn xem thôi. Mai nếu mà mình ấy mình sẽ ra cái video hoàn chỉnh cho các bạn ha. Test nhanh nặng cho các bạn xem nó như thế nào thôi mà. Mình chưa chớn chết bà nó rồi, mới vô chưa kịp đánh phát nào chứ. Bị ray nổ phát đi luôn. Nhanh lên xíu. Đổi lại là khi nó chết thì nó tạo một lớp giáp cho con ra mình Golden ha. Bên con gà mành gâu kia mất chưa có lá kháng tử luôn. Hai triệu chín đam ghê ghê. Vít chết mà vẫn thắng. Vít chưa kịp đánh phát nào hết chứ. Vô mới vô là chết bà rồi. Để mình test thử với ông top trên này. Thằng này xem như mình thắng rồi ha. Xem như mình thắng rồi. Thật ra mình với ông này đánh nhau suốt mà. Mình đánh với ông này suốt mà. Thấy không? Phòng thủ thua thắng ta là mình. Đây, test lại với ông này đi. Xem ổng chưa có vít, đúng không? Coi ổng coi. Đúng rồi, chưa có vít. Thì đánh có khác biệt gì không? Không vít giờ, không biết gắn nó ở đâu. Rồi, trước thì nó sẽ xào này nữa. Tìm giờ mất con Kyo, không có con thủ. Chơi luôn. Vít chưa chết, vẫn còn trụ được, nhưng mà bị trốn bà nó rồi. Xem thử là đánh với ông top trên thì
trụ được như thế nào. Đấy, khóa lại các bạn, đây là hiệu ứng khóa. Nếu để con vít nó ra sớm thì ngon, còn con vít nó ra, con vít nó đánh trễ thì nó hơi thất thế. Nhưng mà hiện tại con vít của mình đang ở 4 sao nên mình để sao lát mình để lên trên thì nó ra càng sớm, nó khóa lại được thì quá tốt. Gì? Đây tạo lớp giáp của vít ha. Rồi vít còn mình chú ý là mình test để cho các bạn xem vít thì nó như thế nào thôi. Thôi mình sẽ ra một cái video riêng cho con này. Về ủa nó chết nữa rồi. Con gâu mình chưa kịp được bút lá kháng tử luôn. Vít bên thằng thú đại chiến không làm mưa làm gió như vít bên Mega điện thoại được các bạn ơi. Mega điện thoại vít 16 thắng vít 18 được, nhưng bên đây chắc mình phải lên bên vít 8 sao hay 11 sao để xem là nó có khác bọt gì không. Có vít thì cái giáp của con Golden nó sẽ trụ được lâu hơn, đánh nó sẽ lâu chết hơn. Rồi, về cơ bản là mình chỉ test vít ở thời điểm 4 sao này xem tình hình như thế nào thôi. Ngày mai mình sẽ ra video lên 8 sao hoặc là những phân tích kỹ hơn về con vít này ở bên thằng thú đại chiến cho các bạn xem. Thì trước mắt là mình sẽ mình thấy rằng là con vít này đang không lỗi giống như học về Mega huyền thoại, cái vụ mà Celebi có hiệu ứng đốt hiệu ứng chói, của Celebi khi mà có con vít lên sân nó đốt ha. Tạm thời là như vậy thì mình nhắc lại là Red sắp tới cũng đã có thông tin rồi. Các bạn coi thông tin Red để có thể chuẩn bị thêm thông tin nha. Rồi ngày mai mình sẽ ra thêm tiếp video ha các bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video khác nha các bạn.